Hello mọi người ơi, để đến với Mỹ đi lên tin thôi vừng lót. Mỹ đang ở trong kho. Hôm nay trời bão rất lớn. Mọi người thấy không? Mỹ chuẩn bị đi móc đồ nhưng mà trời bão rất lớn. Thì Mỹ đang chờ hết bão rồi đi. Đỡ bán. Không biết chừng nào bão sẽ ngừng nữa mọi người ơi. Sao đi kiếm tiền đây? Bảo ngừng đi, Bảo ơi. Mỹ không chờ được nữa. Mỹ sẽ đi đây. Ướt hết rồi mọi người ơi. Cuộc sống của mình như là một con gà trống ở ngoài mưa. Mỹ sẽ kết thúc video tại đây ạ. À. Hẹn gặp lại những video mới.